Xin chào các bạn, hôm nay mình có công chuyện mình đi qua sân gôn Hoàng gia của Hồ Yên Thắng. Mình dự tính sẽ vào bên trong để có thể review cho các bạn xem cảnh sân gôn của Hoàng gia như thế nào. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh quá cho nên mình cũng không thể vào bên trong được. Mình chỉ có thể đi ở bên này đường hồ của Hồ Yên Thắng và quay cảnh hồ để cho các bạn có thể ngắm cảnh của Hồ Yên Thắng như thế nào thôi nhé. Thì mời các bạn hãy cùng mình đi dạo quanh Hồ Yên Thắng. Như các bạn đang nhìn sang bên kia hồ, đó là công trình sân khôn người ta đang thi công và sắp được hoàn thiện. Và Hồ Yên Thắng đây, như các bạn cũng nhìn thấy phong cảnh, đó là được ví như một vịnh Hạ Long nổi của Ninh Bình. Đến 70% tức là đồi núi, còn lại 30% là hồ được bao bọc xung quanh. Và người ta đã xây dựng sân khôn ở bên kia với những các ngôi nhà liền kề. Tổng chiều dài của bờ hồ Yên Thắng này là rơi vào khoảng 9 km các bạn ạ. Nhưng hôm nay mình cũng chỉ có thể dẫn các bạn đi quanh quanh bờ hồ với khoảng 4 km thôi các bạn ạ. Vì lúc nãy mình cũng có công việc nên là mình cũng không thể quay từ đầu được. Thế đấy, như các bạn đang nhìn thấy đây, bên kia là những công trình rất chi là đẹp. Thì để hôm nào nó bớt dịch thì mình có thể là mình vào được ở bên trong rồi mình có thể review lại cho các bạn xem sau. Còn hôm nay thì các bạn có thể là ngắm Hồ Yên Thắng với mình nhé.
Và đây là điểm cuối của Hồ Yên Thắng rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn ở những video sau nhé.